Mới có một ngày không gặp nhau thôi mà Nhanh Trí nhớ các bạn quá trời. Bắt đền đấy. Ai gieo tương tư thì vào đây Nhanh Trí tặng quà nè. Hi hi. Quà tới lúc 1 triệu sắp mới bung lụa được cơ. Hi hi. Nào, đỏ cái độ trắng răng của bộ nhá không? Nhi, xem này, chói cái đèn pha chưa? Ai bị sún răng sâu răng mà xem được video này đúng là cứu tinh của cuộc đời luôn. Bởi vì hôm nào cũng đánh răng tới nỗi sắp mon cả răng rồi. Thế nhưng sự thật đáng sợ đằng sau chiếc bàn chải và tuyếp kem đánh răng thì lại chẳng biết gì. Hay. Này, mấy cậu hay nuốt kem đánh răng ơi. Nếu biết được bí mật này, chắc chắn cả đời không bao giờ dám nuốt thêm đâu. Trong thành phần kem đánh răng ấy, có chứa chất gì mà khiến nhà nhà người người đều lo sợ như vậy? Tẩy rửa, tạo máu hay thành phần thuốc diệt chuột nhỉ? Ôi, cái gì cơ? Giật mình sửng sốt quá đấy. Theo như mật báo gửi về cho Nhanh Trí biết, rong biển và chất tẩy rửa là hai thành phần thường thấy trong nhiều loại kem đánh răng. What? Chất tẩy rửa ư? Chưa hết, theo các chuyên gia Hoa Kỳ thì kem đánh răng trên thị trường còn chứa hàm lượng thuốc diệt chuột có tên natri fluorua. Tuy thế, để làm người dân không bị hoang mang, các giáo sư bác sĩ nước ta như ông Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chia sẻ, các loại kem đánh răng bạn dùng mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày đều có chứa một lượng rất nhỏ các chất độc hại này. Nó giúp loại bỏ các mảng bám trên răng và đá bay vi khuẩn, giúp răng trắng sáng chắc khỏe đấy. Vậy phải dùng liều lượng như thế nào để an toàn? Hay là không đánh răng nữa nhỉ? Hay là đánh bằng gì? Sợ quá, phải tìm hiểu tiếp thôi. Toang rồi, bây giờ mới chính thức bị bóc phốt đây này. Hồi bé tí teo ý, anh em có bao giờ nuốt kem đánh răng rồi còn thấy nó ngon không? Không biết khi nuốt kem đánh răng nhiều lần thì chúng ta sẽ bị làm sao nhỉ? Bị ngộ độc hay bị tiêu chảy? Ôi trời ơi, dừng lại ngay. Khi nuốt phải kem đánh răng, trong đó có hàm lượng flo, các chất hóa học như trên thì chắc chắn phải có hại ít nhiều rồi. Nguy hiểm nhất là có thể gây tiêu chảy, ngộ độc hoặc tăng khả năng bị ung thư nữa cơ. Hay, thành phần thuốc diệt chuột cơ mà, sốt cả ruột ít. Trong một số trường hợp nặng hơn, có thể gây ngộ độc flo. Nếu lỡ nuốt phải một lượng lớn thì chỉ có cách là nhanh thật nhanh đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Và trong trường hợp cần thiết, bác sĩ có thể tiến hành rửa ruột nữa cơ. Nguy hiểm lắm luôn, nên anh em lưu ý điều này nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu, chứ không thể để như thế này được. Thế nhưng mà có một điều thắc mắc to đùng này, nhất định phải giải mã trước đã. Mấy con vật nó có đánh răng rửa mặt bao giờ đâu mà chả bị sâu răng nhỉ? Là sao đây? Ai giúp mình với? Vì răng chúng quá cứng hay vì chúng không ăn đồ ngọt? Động vật trong tự nhiên không cần đánh răng, nhưng răng của chúng vẫn khỏe mạnh bởi vì chúng ăn chủ yếu là thịt, cây cỏ, lá cây. Những thức ăn này có chứa hàm lượng đường rất thấp, chúng không có đồ ngọt mà. Sau khi ăn xong, chúng có thói quen liếm lại răng của mình như một cách để làm sạch. Hành động này không khác mấy thói quen đánh răng của loài người. Qua đó có thể thấy, động vật không bị sâu răng là bởi vì chúng không ăn đồ ngọt đó. Đã có bao nhiêu bạn trả lời đúng câu đố thứ 3 này rồi? Xin chúc mừng, các bạn đã ghi danh vào 5% người có khả năng suy luận thần sầu nhất lớp. Còn muốn đi tiếp đến 1% xuất sắc hơn thì phải đi giải ngay câu đố số 4 sau đây. Kem đánh răng ngày xưa làm từ chất liệu gì? Đố bạn đuổi hình bắt được chữ. Không ngờ, người xưa lại sáng tạo như thế các bạn ạ. Ở thế kỷ 19, kem đánh răng của người Trung Quốc được cải tiến với bạc hà, muối cho đến bột đánh răng từ bột phấn. Về sau, thành phần của kem đánh răng ngày càng được nâng cấp hơn với nhiều thành phần giúp răng chống mài mòn, sạch bề mặt, kháng khuẩn và giúp chúng ta ngăn ngừa hàng loạt các bệnh lý răng miệng. Còn ngay sau đây sẽ là một câu hỏi vô cùng quen thuộc. Hôm nào cũng đánh răng tới nỗi mòn cả răng rồi, nhưng chắc gì bạn đã trả lời được đây. Lượng kem đánh răng bao nhiêu là đủ? Bằng một hạt gạo, bằng một hạt đậu hay bằng một đốt ngón tay lận? Đây chắc chắn là câu hỏi mà rất nhiều bạn tò mò muốn biết đúng không? Theo các bác sĩ có chuyên môn thì lượng kem đánh răng có thể làm sạch khoang miệng của người lớn sẽ cỡ khoảng bằng một hạt đậu. Còn đối với những bạn nhỏ dưới 6 tuổi thì lượng kem để lên bàn chải chỉ nên dùng tương đương một hạt gạo thôi. Bởi các bạn thấy đấy, kem đánh răng có thể chà sạch như thế chắc hẳn chứa chất bào mòn rồi. Đấy, không phải cái gì nhiều quá cũng tốt đâu, nhưng mà chưa hết bất ngờ đâu nhá. Bởi vì ngay sau đây là một công dụng tuyệt vời từ kem đánh răng, có thể bạn cực sốc luôn đấy. Kem đánh răng có thể có công dụng gì vậy? Khử mùi hôi trên tay hay khử mùi hôi của cống nhỉ? Ngoài công
Công dụng làm sạch răng sáng chói kín kít, kem đánh răng còn có thể trừ khử những mùi thực phẩm tanh nồng còn vương lại trên tay của bạn như mùi cá, mùi hành tỏi. Thay vì sử dụng xà bông, chỉ cần bôi ra tay chút kem đánh răng, chà sát và rửa sạch, mùi hôi tanh biến mất luôn, chỉ còn lại hương thơm the mát nhẹ nhàng mà thôi. Hí, bí kíp này tuyệt vời đó chứ, nhớ mách ba mẹ nha. Mình đảm bảo rằng ba mẹ sẽ cực kỳ hâm mộ bạn bởi vì bạn biết kiến thức này đấy. Yeah, các fan của Nhanh Trí đỉnh ghê chưa? Chưa gì đã vượt qua câu số 6 rồi á. Ây da, xứng đáng một tràng pháo tay nhé. Các câu sau sẽ nâng cấp độ khó hơn. Ai mà đi đến được cuối, Nhanh Trí ngả nón bái phục vinh danh vào video sau mới xứng tầm ý chứ. Tại sao phải thay bàn chải đánh răng nhỉ các cậu ơi? Vì có nhiều vi khuẩn, vì có độc hay vì mòn lông chải rồi? Cũng như quần áo cũ rồi thì phải thay thôi. Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến cáo chúng ta nên thay bàn chải đánh răng 3-4 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn nhé. Vì bàn chải có nhiều vi khuẩn tích tụ lại, nếu cứ sử dụng một chiếc bàn chải mãi sẽ vô tình rước họa vào thân chứ chẳng có tác dụng gì đâu. Đừng nói với mình là một năm rồi bạn quên chưa thay bàn chải đánh răng nhé. Mách ba mẹ ngay để bảo vệ sức khỏe răng miệng cho cả gia đình nè. Và tiếp theo đây, chúng mình cùng đến với một câu đố quen thuộc mà mình dám cá là bạn nào cũng biết nhưng lại không giải được đâu. Không nên đánh răng ở đâu nhỉ? Gần bồn cầu hay gần vòi nước ta? Tất nhiên là không đánh răng gần bồn cầu rồi. Không cần nói cũng biết cái bồn cầu nó chả sạch sẽ gì. Mỗi lần xả nước ý, vi khuẩn sẽ được giải phóng và bay vào không khí. Chẳng ai muốn lượng vi khuẩn này dính vào bàn chải của bạn đúng không? Do đó, tốt nhất nên để bàn chải đánh răng càng xa bồn cầu càng tốt. Nếu được, có thể cất trong tủ đựng thuốc. Và nên nhớ, luôn đóng nắp bồn cầu trước khi xả nước để hạn chế sự lây lan của vi khuẩn nha. Eo ơi, đây là sự thật á. Thế mà Nhanh Trí từ trước đến giờ xả bồn cầu chẳng đóng nắp gì cả. Ngay tối nay phải đóng nắp thôi, không thì sợ lắm. Hey, ngay càng thú vị rồi hay sao đó. Anh nghe đi đây, cho em order ngay câu 9 nào. Ok. Đâu là cách đánh răng đúng sau đây? Súc miệng trước khi đánh răng hay nhúng bàn chải vào nước trước khi đánh răng? Cách đánh răng hiệu quả nhất là nhúng nhẹ bàn chải vào nước trước để giúp kem có khả năng tạo bọt, nhờ đó tăng khả năng cọ sát hơn khi chúng ta vệ sinh răng miệng. Mình vẫn khuyên các bạn nên đánh răng 2 lần mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ bị sâu răng nhé. Sâu răng là nhục lắm đấy, ăn không ăn được, món ngon cũng thành dở thôi. Nói chung là sâu răng sẽ rất thiệt thòi. Ây gù, các bạn còn nhớ cái cảm giác ám ảnh đến nha khoa không? Trời ơi, đau thấu trời. Và ngay sau đây là một câu đố chứng tỏ bạn có khả năng thần thánh lắm mới vượt qua được đó nha. Tại sao lông bàn chải đánh răng thường có 2 đến 3 máu? Vì họ sản xuất lỗi hay vì để cho đẹp vậy? Trên đều sai rồi. Nhà sản xuất đã thông minh tạo ra lông bàn chải thường có 2 đến 3 màu để bạn dễ dàng nhận diện được độ phai màu và sơ của lông bàn chải. Khi bạn nhận thấy màu của lông bàn chải phai thì đấy là lúc bạn cần phải đổi sang cái mới ngay rồi đấy. Bên cạnh đó, màu sắc của lông bàn chải trẻ em còn có một công dụng tuyệt vời khác mà chúng ta thường hay bỏ qua. Màu trên lông bàn chải đánh răng của trẻ em chỉ lượng kem đánh răng cần dùng và nên cho kem đánh răng ở vị trí nào là phù hợp. Wow, tối nay mách đứa em đánh răng ngay mới được. Và ở vị trí số 10 sẽ là câu đố 99,9% ai cũng biết nhưng chưa chắc trả lời được đâu đó. Khi đánh răng xong chúng ta không nên làm gì? Không nên để bàn chải tiếp xúc quá gần với nhau đâu. Mỗi bàn chải nên giữ một khoảng cách nhất định thì chúng mới dễ khô ráo và vi khuẩn không có cơ hội di chuyển từ bàn chải này đến bàn chải khác chứ. Thế câu hỏi bá đạo sau đây thì bao nhiêu bạn vượt qua nhỉ? Khi ngủ dậy chúng ta nên làm gì trước? Uống nước hay đánh răng? Theo các khuyến cáo từ nha sĩ, trình tự tốt nhất mỗi sáng là ngủ dậy, uống nước, ăn sáng sau mới đánh răng đó nha. Câu hỏi thứ 12, ăn quả gì sẽ giúp răng chắc khỏe nhỉ? Theo các nha sĩ, nếu không có thời gian để đánh răng nhiều lần trong một ngày thì bạn hãy ăn một quả táo nhé. Ăn táo giúp loại bỏ tới 86,7% vi khuẩn có hại trong miệng đấy. Tuyệt vời thế, thế nhưng khi bị đánh răng hay bị chảy máu là làm sao? Ôi,
Cái này hay gặp quá trời và nguyên nhân gây ra chủ yếu là do viêm lợi, có thể lý do bàn chải nhọn hoặc bạn đánh quá mạnh, nhưng nếu đánh nhẹ mà vẫn bị thì nên đi khám bác sĩ nhé, kẻo rụng hết răng đó. Chúc bạn luôn còn răng để cười.